Bác xua sẽ đấy nè tặng ngọt nè. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay nó sẽ đi tìm hiểu nội dung bài số 28 Merian tìm mục thay bàm bày. Đây là phụ âm nho, còn đây là chân của phụ âm trò, còn đây là phụ âm chân của phụ âm chua. Hôm nay nó sẽ đi tìm hiểu nội dung bài số 26. Khi phụ âm nho có gửi chân phụ âm trò đọc là nho trò, nho trò. Lưu ý phụ âm trò là giọng nói các bạn. Khi phụ âm nho gửi chân phụ âm cho đọc là nho cho, phụ âm cho là giọng o. Nam nó sẽ đi tìm hiểu đọc tất cả các từ trong bài 18 này nhá. Xin lỗi, bài 28. Cành trái, chừng chín, chừng chấm, núm mà chóc, bình chí, cành chứa. Nó sẽ đi tìm hiểu từng từ một. Nho chùa, nho trò. Từ đầu tiên co nhổ con, cho sẽ trái, cần trái. Co nhổ con, cho sẽ trái, cần trái. Cần trái nghĩa là cái còi, cái còi. Ví dụ mình nói còi ghe ngò chẳng hạn, khi mà đua ghe ngò họ có hỏi còi, nói cần trái thuộc mùa. Co nhổ con, cho sẽ trái, cần trái. Các bạn lưu ý co nhổ con, cho sẽ trái, cần trái. Từ thứ hai, cho nhỏ choánh, cho y chi ngõ chiến, chuẩn chiến. Chuẩn chiến nghĩa là cái cân, chuẩn chiến. Cho nhỏ choánh, cho y chi ngõ chiến, chuẩn chiến. Chuẩn chiến nghĩa là cái cân, chuẩn chiến. Lưu ý chừng phụ âm cho nè, là giọng o nha các bạn. Chuẩn chiến. Từ tiếp theo, cho sẽ chế nhỏ chân, trường cho ưu chứ mỗi chậm, trình chậm. Cho sẽ chế nhỏ chân, cho ưu chứ mỗi chậm, trình chậm. Trình chậm là nuôi, trình chậm. Từ tiếp theo, nô úm núm, không phải nô xong nôm nha, tại nô giọng o. Nô úm núm, bò nhỏ bánh, cho số chung cá chóc, núm bánh chóc. Núm bánh chóc là bún, còn bún nước lèo nói là núm bánh chóc tức sầm lò. Núm bánh chóc, nó sụm núm, bò nhỏ bánh, cho số chung cá chóc, núm bánh chóc. Từ tiếp theo, bò nhỏ bánh, chó y chi, bánh chi. Bánh chi có nghĩa là sổ sách. Bò nhỏ bánh, chó y chi, bánh chi. Từ tiếp theo, co nhỏ cánh, chó ư chớ, cành chớ. Cành chớ là cái thúng, hay người ta gọi là lợi. Lợi cũng là cái thúng. Lợi, lo sẽ lấy lợi. Co nhỏ cánh, chó ư chớ, cành chớ. Nào, nó sẽ đọc lại, mình sẽ đọc từ lại nha. Đây là bài 28 nha, mình quên sửa chỗ này. Nho trò, nho trò. Co nhỏ cánh, chó sẽ trái, cành trái. Cho nhỏ cho anh cho ý chí ngôi chiến, truyền chiến. Cho sẽ chế nhỏ chân, cho sẽ chế nhỏ chấm, trình chấm. Lưu ý nha, mình đọc là cho sẽ chế nhỏ chân, cho sẽ chế nhỏ chấm, trình chấm. Nó sẽ nung, ba nhỏ bàn, cho sẽ chú có chóc, nung bằng chóc. Ba nhỏ bàn, cho sẽ ý chí, bằng chí. Co nhỏ cánh, cho sẽ chứ, cành chứ. Nào, nó sẽ đọc cái câu này nha, câu này là cái câu tục ngữ. Mà đó sẽ mà đai vô mà đai. Cho sẽ chế nhu chân, cho sẽ chế mô chấm, mà đai chình chấm. Có số cô nô côn, đo số đô cho đốt. Cho ngõ chón, vô xa vá, chồng vá. Và đó, đo sẽ đi nhu đỉnh, mà đai chình chấm côn, đốt chồng vá bờ đỉnh. Có số cô nô côn, cho sẽ chế nhu chân, cho sẽ chế mô chấm, côn chình chấm. Mùa đó sẽ làm đài dòng đài. Mùa sẽ ưu viên nhu vinh. Côn trình chấm mà đài ưu vinh. Đó sẽ ưu đồn cho đốt. Phô rô sẽ ép rác. Phô rô sẽ ép rác. Phô rô sẽ ốc rồi dọc rồi. Côn trình chấm mà đài ưu vinh. Đốt rác rác rồi. Ở đây có cái từ mới tròn qua. Ở đây là cái lồng tông. Đối với cái câu tục ngữ này mình không thể dịch sát nghĩa được. Mình có thể dịch là khi mà mẹ nuôi con á,
Thì quá tuyệt vời, chăm sóc rất là kỹ càng. Còn khi con nuôi cha mẹ lại á, là giống như Phật, Phật là quay đầu lại, là nó giống như là một mẹ nuôi được 10 con, mà 10 con nuôi được một mẹ. Như thế là còn cha mẹ thì nhớ chăm sóc cho tốt. Nào nó sẽ đọc lại, nho trò nho trò coi cho con cho sẽ chạy cần chạy cho như cho anh cho sĩ gì ngôi chuyện truyền chi cho sẽ chế nhân chính cho ở chứ mà chậm chỉnh chậm nó sẽ núm bò nhau bán cho chỗ chỗ có chóc núm bằng chậm bò nhau bán cho sĩ chỉ bằng chỉ coi nhau coi cho sự chứa cần chừa đại chỉnh chậm cuốn đối chồng mà bỏ đinh cô chỉnh chậm mà đại quýnh đối bra bra cả rồi. Giờ mình xin giải thích cho chút trồng hoa rồi đính như thế nào, dù cá rồng tông nó thấy mồi chẳng hạn, sẽ gom nhau ăn phải không, khi nào đến hết mồi nó mới thôi. Nó giống như tấm lòng của người mẹ là nuôi hết, người mẹ có tấm lòng rất là thương con, có gì ngon là cũng chừa cho con hết. Đấy. Mà bạn nào mà còn cha mẹ, chúng ta cần phải cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng, đừng làm cho bố mẹ buồn nha. Nào nó sẽ đọc lại, nho trò nho chùa cành trài trình chì trình trầm núm bình trọng bình chì cành trường ra trình trầm cuốn đôi trồng hoa và đỉnh cuốn trình trầm lại quýnh đôi pre pre cả rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở bài số 29.